Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức xét xử vụ án tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo là Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 2002 và Lê Văn Thành sinh năm 1998. Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022, đội cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy Công an quận Thốt Nốt kết hợp với Công an phường Trung Kiên bắt quả tang Nguyễn Ngọc Bảo và Lê Văn Thành cùng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ái Liên thuộc khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, cùng tang vật và nhiều tài sản. Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt đã tuyên án cho Nguyễn Ngọc Bảo 6 năm 3 tháng tù và Lê Văn Thành 4 năm 6 tháng tù.